Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với cơn bão số 1. TALIM chiều 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là TALIM. Đây là cơn bão đầu tiên năm 2023 có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã liên tiếp ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 1. Ngày 15 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 5/CĐ-QG gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên, các bộ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1, tên quốc tế là TALIM. Hồi 13 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm bão ở cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, khoảng 880 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Dự báo, bão tiếp tục mạnh lên với cường độ mạnh nhất cấp 11 đến 12, giật cấp 15 ngày 17 tháng 7, và đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10 đến 11, giật cấp 13, ngày 18 tháng 7. Hồi 16 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 850 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ có thể xảy ra sau bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, bằng mọi biện pháp kêu gọi chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, hoặc vào nơi neo đậu tránh trú. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới gió mạnh cấp 6 trở lên, được xác định từ vĩ tuyến 16,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5. Vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền ra khơi, kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tại nơi neo đậu, tùy theo diễn biến thực tế của bão tại địa phương để chủ động tổ chức cấm biển, kể cả với tàu vận tải, tàu du lịch. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, khách du lịch lưu trú trong thời gian bão đổ bộ và trên các đảo. Vùng đồng bằng và ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa chủ động sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ cao ngập sâu, do mưa lớn, nước biển dâng, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công, tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở, biển hiệu, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho hàng, các công trình cột tháp cao, hệ thống lưới điện, giả soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Khu vực miền núi phía Bắc chủ động sơ tán dân, tại các khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, chỉ đạo rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, kiểm tra, rà soát, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu. Bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, tăng cường bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Bão số 1 có thể mạnh lên cấp 12, gió giật cấp 13 trên vịnh Bắc Bộ áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Biển Đông có cơn bão đầu tiên năm 2023. Dự báo bão số 1 có thể mạnh lên cấp 11 đến 12. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là TALIM. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu,
Trung Quốc khoảng 880 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9 đến 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4,0 đến 6,0 mét. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và suy yếu dần. Về tình hình nắng nóng, ngày hôm nay, 15 tháng 7, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 55 đến 60%, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Ngày 16, 17 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 đến 60%. Ngày 16, 17 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 55%. Từ ngày 18 tháng 7, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tiếp tục kêu gọi các tàu thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tiếp tục thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.196 tàu trên 214.513 người biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Ngoài ra, theo báo cáo của Cục Thủy sản, hiện đang có 12 tàu đang trong vùng nguy hiểm Quảng Ngãi 2, Bình Định 5, Phú Yên 5. Hiện Bộ đội Biên phòng và địa phương đang xác minh thông tin và kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới, các tỉnh, thành phố đã chủ động tổ chức các biện pháp ứng phó theo các công điện số 4/CĐ-QG ngày 14 tháng 7 năm 2023 và số 3/CĐ-QG hồi 10 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2023. Trong đó 13/15 tỉnh, thành phố đã có công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương. Văn phòng Ban Chỉ huy các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. Hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi, cập nhật. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, hồi 1 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10 đến 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 770 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 16 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 115,5. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3 cho phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Ngoài ra, ngày và đêm 16 tháng 7, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Riêng vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9 đến 10, giật cấp 11 đến 12. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến 9. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2. Cũng theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, ngày và đêm 15 tháng 7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, cấp 1. Ngày 15 tháng 7, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Ngày 16 tháng 7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 17 tháng 7. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố từ ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện công điện số 4 trên CDQG hồi 19 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão trên Biển Đông. Các tỉnh, thành phố vùng núi Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 262 trên VPTT ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tiếp tục thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, gió mạnh trên biển và mưa lớn. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tình hình thiệt hại do mưa, dông lốc, theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, đêm ngày 13 tháng 7 năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Bình mưa kèm theo dông, lốc, sét đã làm một người chết, một người bị thương. Về nhà, 33 nhà tốc mái, 1 nhà tốc mái hoàn toàn, 32 nhà tốc mái một phần. Về công trình khác, một chuồng chăn nuôi bị sập, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!